Ê, chị mất chiếc nhẫn rồi. Ủa? Phát, đừng nha. Ăn cái gì thì được, chứ đừng có chơi cái trò này nha Phát. Ủa, ngã chiếc nhẫn nha. Trời ơi, con tôi mà, cháu tôi mà, nhẫn của tôi mà. Đúng rồi. Bây giờ bạn mà không trả tiền bảo kê ở đây á, thì bạn nghỉ làm nghề đi. Muốn làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Biến thành Nam Thư. Khó quá vậy. Khó vậy. Đình dính. Biến thành Dương Thanh Vàng. Trong cuộc đời mỗi người á thì cái gì cũng quý hết. Đúng. Nhưng mà vàng là quý nhất. Nhưng mà có một thứ quý cũng ngang ngửa vàng, đó là ngọc. Cả là hán cố lên, cả là hán cố lên, cả là hán cố lên. Tình anh như nước. Tại sao có thể giải trí tới vậy cơ chứ? Tự nhiên Trái Na. Trái Na nó nhiều mắt á, mắt ngủ mà. Ngủ thì nhắm mắt, nhiều mắt ngủ. Không, cái đáp án đó nghe cũng rất là vô. Đúng không? Mà vô chi á. Cay lắm.